Xin chào mọi người nha. Hôm nay công việc của mình là lấy phân lân này đi bón cây này, phân lân MPK này. Bón vườn cây keo nhé. Mọi người ạ, lúc nãy mình bón cây keo xong, bây giờ là đến bón cây quế nha, cũng là tiếp tục là phân lân này nhá, phân lân NPK nhé.